Dạ hello em xin chào cô chú anh chị hoa lan tên toàn quốc nha Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình vài cái mặt hoa Đầu tiên trong cái video hôm nay á em có một cái combo này Sale cho cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm Ở đây cái combo này của em là có hai cái mặt hoa hai mặt hoa gồm có một chậu thông suban gold Thông suban gold Uh, thông su ban gôn thì em còn một chậu như thế này chậu này uh, loại này hôm trước uh, là chia sẻ với giá là 180 trăm tám cả nhà đó mà hôm nay em còn một chậu như thế này thì nó hơi ít thân em sẽ gồm chung với một cái combo như thế này gồm một chậu amazon đây cái chậu amazon thì này thì rất là đẹp luôn nè cả nhà chậu amazon rất là nhiều thân luôn uh, kèm với một chậu thông su ban gôn thì combo hai chậu này em sẽ chia sẻ với giá là 250 trăm năm em bao ship đó cô chú anh chị nào mà mình mình à, à, xem thì mình cũng biết rồi nếu mà hiện, hiện tại như một cái chậu amazon này á mà ở các vườn khác ở như trên facebook luôn à, trên facebook mà những cái vườn ở trên đà lạt á cả nhà đảm bảo với cô chú anh chị mình một chậu amazon như thế này không có không bao giờ có giá dưới 200 dưới 200k một chậu như thế này amazon đó nha cả nhà Ama à, hoặc cô chú anh chị mình còn có thể gọi với cái tên là gọi là các cầu vòng đó đó ở đây cây hiện tại á, là cây em tách giống em trồng ở vườn cho nên là em chia sẻ cho cô chú anh chị mình được một cái giá là phải nói là rẻ nhất và êm nhất trên thị trường luôn đó combo hai chậu như thế này em bao ship với giá là 250 trăm năm một chậu amazon rất là nhiều thân luôn và một chậu thông chuban gold như thế này đó, thông số ban gôn này bây giờ một chậu như thế này á thì giá của nó phải giá là tầm 180 một chậu. Đó. Em à, à, còn chỉ có một chậu này thôi cho nên là em em tìm thêm một chậu Amazon đẹp đẹp như thế này. Đó, chia sẻ với cái giá cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị mình có cơ hội sưu tầm 250 000 bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm combo này thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. Đó là số điện thoại của em nha cả nhà. Uh... <laughs> Tiếp theo thì em sẽ uh, chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cái uh, uh, một cái thân cây cát các các đài, các đài. Cái này á thì nó là cây đài xưa nhưng mà nguồn gốc của nó là nó là thuộc dòng cát Nhật. Cây này tên của nó là Toshiaoki à, Tosiaoki nha cả nhà Cái cái tên của nó Tên của nó là tên Toshiaoki Một cái dòng cát à, Xuất xứ của Nhật đó Nhưng mà cây này thì nó Đã được Đài Loan họ mua về Và họ cái nhân giống lại Đó à, Ở đây đây em chia sẻ cho cô chú Em tách dư được một cái thân nè Dư được một thân đầu Vinh Em tách chia sẻ cho cô chú anh chị mình Thân này thì em chia sẻ với giá là 250 000 em bao ship. Còn hôm trước em có chia sẻ một cái chậu à, em có quay trên video à, video của ngày hôm trước á à, hai cách hai video, cách hai video cả nhà có thể là xem lại. Đó. À, một chậu như vậy á thì nó giá là 950 000 em bao ship. Cô chú anh chị nào mà muốn chơi chậu á, thì mình có thể xem lại ở cái video đó. À, còn cô chú anh chị nào mà yêu thích cái cây này á mà mình à, kinh tế mình hơi eo hẹp, mình à, mình mình không đủ khả năng để mình chơi nguyên chậu thì mình có thể là sưu tầm một thân đầu này để giống chơi 250 000 em bao ship nha. 250 000 em bao ship đó. Cây à, Tosi Aoki, một cái dòng cát xưa, dòng cát xưa, nguồn gốc là nguồn à, cây của Nhật nhưng mà cây này thì được đài nó cấy lại rồi, cũng có thể gọi là cây tem đài xưa đó. À, tiếp theo ở đây em có một cái cây cát sổ các sổ chớp chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình cây này á là cây à, uh, rung nafa fancy warm welcome rung nafa fancy warm welcome nếu mà cô chú anh chị nào mà đã chơi những cái dòng các tem á thì chắc là mình cũng đã từng nghe tới và đã từng thấy cái cây này rồi ở đây em có một cái chậu sổ chậu sổ chớp lúc trước là em à, em mua em, à, em 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 nhập nguyên thùng từ Thái về thì nói chung là đã bán hết sạch luôn rồi cả nhà à, còn một cái cây này á thì em thấy măng nó chớp và em giữ lại nhưng mà em trồng hiện tại là chưa có bông luôn chưa có bông chưa có thân nào bông luôn đây cả nhà xem nè chưa có thân nào bông hết đó đó à, à, cái măng chớp của nó nè cả nhà có thể xem cái măng cây này nó lên sọc chớp giống như kiểu hắc tùng vậy cả nhà đây cả nhà thấy không nè cái cái sọc chớp của nó nè sọc chớp nó từ dưới dưới đây nè đó cả nhà thấy cái sọc chớp không đó sọc chớp nó từ dưới dưới gốc nó lên tới lá luôn cả nhà đó nè cái sọc chớp nè bên này cũng vậy nè cả nhà đó phía bên này thân nè đó cả nhà thấy sọc chớp không đây nè đó sọc chớp cây này nó kiểu kiểu như cái cây hắc tùng á còn nói chung là bông nó nở ra à, Có Nở ra chớp hay không Thì em chưa biết Em không biết ha Cái này thì là sổ thôi à, Phần này á Phần này á cả nhà Thì hiện tại em chia sẻ cho cô chú anh chị mình Hai cái thân này Hai cái thân phía trước thôi Còn phía sau là em sẽ giữ lại Phía sau em sẽ giữ lại Em trồng tiếp À nè cả nhà thấy nè. đó ở đây nè đó cả nhà nhìn cái cái lớp vỏ lụa bên ngoài nè nó chớp nó sẹt nè đó cả nhà thấy không nè đó vỏ lụa nè cái này á nó qua một cái 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 cam nữa cho nên là nó không được có rõ nét như ở ngoài ở ngoài cô chú anh chị mình nhìn trực tiếp ở ngoài thì mình sẽ thấy được rõ hơn đó em chia sẻ thì em sẽ chia sẻ hướng như thế này hướng À, thân này và cái thân này thì đang mở lá nhưng mà cái bộ rễ khi em tách thì nó sẽ có cái bộ rễ của cái thân sau đó tại vì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình à, hai um, hai hai uh, hai thân đó hai thân em sẽ chia sẻ hai thân như thế này đây này hai thân như thế này hướng này em chia sẻ là 850 trăm năm 850 ngàn bao ship cho cô chú anh chị em luôn Cô chú anh chị nào muốn sổ thì liên hệ với em Chia sẻ đúng một hướng này thôi nha cả nhà chỉ đúng một hướng này thôi cây One uh, well uh, rung nafa fancy One con mặt bông cây này cũng rất là đẹp nó là một cây tem khá là đẹp đó cả nhà cây này ngày xưa ngày xưa mà lúc mà nó mới về lúc mà cây tem loại này nó mới du nhập về việt nam mình á thì nó trong cái cái xe mô nó chỉ cái size mô nó tầm khoảng độ là mười mấy mười mấy sen thôi mười mấy sen thôi à, một chậu như vậy của nó là nó đã có giá là ba bốn trăm ngàn cái thời điểm những cái những cái cây mô à, tem nói chung là những cái cây tem mới á. cây nào cũng vậy cả nhà nó mới xuất hiện về Việt Nam mình á, cái giá nó cũng khá là cao cái giá nó lúc nào nó cũng nằm ở mức độ là à, 3 400 ngàn một chậu đổ lại à. tới cái thời điểm mà nó nhiều rồi á. nó ít nhất là nó phải trải qua tầm 3 năm 4 năm hoặc là 5 năm lúc đó thì cái giá nó mới quay Nói chung là khi mà cái số lượng trên thị trường nó nhiều rồi và ở các vườn bên thái lan á họ đã cấy mô ra khá là nhiều rồi thì lúc đó họ mới giảm giá lại đó thì à, à, cây em nói chung là cây này em chia sẻ là em chia sẻ là cây thân chớp thì cô chú anh chị nào thích thì mua còn không thích thì thôi cả nhà có thể bỏ qua không vấn đề gì hết cả nhà đó anh chị nào thích thì mình liên hệ với em, cùng sổ chung với em, còn không thì em giữ lại em sổ cũng được. Đó, cả nhà xem thì cả nhà cũng biết rồi, đây em trồng lại nguyên vậy em trồng vô cái chậu phi 18 của em luôn và cái 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 cái, cái, cái móc inox em treo luôn đó. đó. là cả nhà biết rồi. Đó. treo trong khu cây sưu tầm của em luôn. Đó. Một là à, cái này á bán chơi chơi cho cô chú anh chị mình sổ chung cho vui thôi. Đó, cô chú anh chị nào thích thì liên hệ, còn không thích thì cả nhà có thể bỏ qua. Nói chung là trước khi cô chú anh chị mình chơi, cô chú anh chị mình cứ tìm hiểu trước những cái cây cắt chớp đi. Đó, cây cắt chớp á thì nó cũng là sổ từ những cái cây tem này ra thôi cả nhà, cũng là những cái cây sổ ra tem. Nhưng mà trước khi để nó chớp á thì có những cây nó sẽ biểu hiện ra ngoài như là cái cây này, đó biểu hiện ra là măng nó sẹt chớp, giống như cái, kiểu cây cây hắc tung chớp đó thì nó cũng là một từ một cái cây đột biến từ trong cái cây tem ra thôi đó nó là cây cây hắc tùng cam nhưng mà nó 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 nó, nó đột biến chớp đó à, thì cái cây hắc thùng cam á, à, hiện tại bây giờ cái giá trị cao nhất của nó thì nó cũng có vài trăm ngàn một chậu thôi nhưng mà một thân hắc tùng chớp nó đã có giá tới hai triệu mấy ba triệu một thân rồi cả nhà thì cái cây này cũng vậy hên xui đó bây giờ em chia sẻ cho cô chú anh chị mình hai thân đó là 850.000 thì một thân có 400 400 bốn bốn em bao ship nữa thì tính ra một thân chỉ có 400 thôi đó thì về cô chú anh chị mình hên suốt nếu mà mình nó sổ ra được chớp thì cô chú anh chị mình cũng gọi là hên mà em cũng có hên luôn tại vì em cũng đang giữ lại mà em những cây sổ chớp á nói chung là em sẽ không bao giờ chia sẻ hết đó em chắc chắn em sẽ giữ lại một phần để em sổ nói chung là em nói nói thẳng như vậy luôn đó À, có chia sẻ cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình có cơ hội sở chung với em còn nếu mà mà à, cô chú anh chị mình không thích thì cô chú anh chị mình có thể bỏ qua rồi tiếp theo là em chia sẻ vài cái hướng các sưu tầm nha cả nhà đầu tiên ở đây á em chia sẻ cái hướng cây 156 đỏ 156 đỏ cái hướng sau này nè hướng sau này em trồng lại hiện tại em thấy nó đã sưng mắt lên rồi nè đó cái mắt ngủ của nó đây đã sưng lên rồi cái hướng 156 đỏ nè hướng hai thân hướng hai thân à, có một nhát cắt có một nhát cắt mắt ngủ là còn ok hết đầy đủ hết ha à, chỉ có một nhát cắt thôi tại vì cái này là hướng phía sau em cắt ra em thay chậu em trồng lại sẵn rồi trồng sẵn chậu như thế này rồi phần này thì em sale em chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 550 trăm năm em bao ship 550 trăm năm bao ship cho cái phần này hai thân này là hai thân lớn nha hai thân lớn nha cả nhà đó hai thân lớn cái một năm sáu đỏ cây này mặt bông cũng khá là đẹp giá này khá là ok rồi cả nhà 550 trăm năm thôi giá khá là đẹp và khá là ok cho cô chú anh chị mình có cơ hội có cơ hội mình uh, sưu tầm những cái uh, cây cát đẹp về mình chơi ha khuôn hoa với lại màu hoa cây này cũng khá là đẹp nha cả nhà Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích những cái dòng các uh, cát màu đỏ thì mình có thể là, là sưu tầm về chơi à, tiếp theo ở đây em có cái cây 142 số 4 142 số 4 cây này là một cái cây hoa màu nó dạng là màu uh, màu cam cam hồng cả nhà nó phải gọi là cam hồng nói chung là nó nó tận là ba màu lận nó vừa có màu vàng và vừa có màu cam và vừa pha trộn với kiểu màu hồng nữa đó à, ở đây em à, chia sẻ cái phần này phần này là phần hôm trước em nở bông này cả nhà à, phần này là phần hôm trước em nở bông này à, thân này á thì em có thể là tách chia sẻ cho cô chú anh chị mình một thân đầu này được Đấy, thân này là thân vừa rồi nó bông tàn rồi nè một thân đầu một thân đầu nguyên zin luôn à, cái dòng 142 với cái dòng 158 á, thì cô chú anh chị mình cứ để nó hay có ba mắt ngủ hay có ba mắt ngủ cái cây này cũng vậy. cây này là ba mắt ngủ lần cả nha thân đầu dinh nẻ thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình là à, 850 ngàn em bao ship 850 ngàn em bao ship cho cái thân này cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây 142 số 4 này thì mình liên hệ với em à, hoa màu à nói chung là nó ba màu và nó trộn trộn lẫn lại nó hơi khó tả cả nhà à, mặt bông thì em sẽ ghim trên màn hình cho cô chú anh chị mình xem và mình tham khảo ha nếu mà cảm thấy ok thì liên hệ với em đó à, hoặc là cô chú anh chị nào mà muốn chơi nguyên chậu á, thì mình có thể là 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 là, là, là sưu tầm về chơi đó. nguyên chậu em vẫn chia sẻ nguyên chậu này luôn hoặc là cô chú anh chị mình có thể là mua một thân đầu đó. Uhm, cuối cùng trong cái video này em sale cho cô chú anh chị mình một cái thân cây này là cây 536 536 cây này á, bông nó khá là to bông cây này nó đạt 14 sen hơn 14 sen là cả nhà hướng em chia sẻ là hướng hai thân đầu zin, hướng hai thân đầu zin nè thì hôm nay em sale cho cô chú anh chị mình với giá là 1.600k à, giá phải nói là cực kỳ em luôn cực kỳ em đó không bao giờ có giá rẻ hơn như thế này để cho cô chú anh chị mình sưu tầm nữa cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cây này lâu rồi thì mình à, nhanh tay liên hệ với em đó một cái mức giá cực kỳ em luôn và cây này hiện tại em đã trồng ấm chậu rồi rễ nó rất là khỏe rồi cây này thì rễ nó rất là khỏe rồi về mình cứ yên tâm thôi đó, treo lên cứ treo lên và chăm sóc bình thường thôi ừ, cây rất là đẹp rất là khỏe màu bông cũng vậy cây này à, khuôn bông tròn to màu bông rất là đẹp ha 1.600k Một giá duy nhất trong video này thôi nha Cả nhà Đó Cô chú anh chị nào mà thấy được cái video này Mà mình cảm thấy ok Thì nhanh tay liên hệ với em Em chỉ chia sẻ giá trong video này thôi nha Cả nhà Chứ uh, uh, Qua vài video nữa Đôi khi em chia sẻ lại với cái giá cũ á, Là cô chú anh chị mình lại gọi Lại hỏi Ủa sao hôm nay Hôm trước thấy em bán giá kia mà uh, Này kia nha cả nhà Đó cả nhà thông cảm Cả nhà Thấy em bán ở mức giá nào trong cái video nào đó thì cả nhà nên sưu tầm lúc đó luôn đó tại vì à, em trước khi chia sẻ thì em cũng có nói rồi giá này là giá sale giá sale à, giá sale thì giá sale nó chỉ sale trong cái thời khắc đó thôi nếu một cô chú anh chị nào mà à, yêu thích thì nhanh tay liên hệ còn không thì cả nhà có thể bỏ qua cả nhà cứ chờ những cây khác, cây nào cả nhà thích, cả nhà thấy hợp lý thì cả nhà mua thôi cả nhà, chứ không vấn đề gì đâu. Rồi, trong cái video hôm nay thì em chia sẻ vài cái mặt hoa như vậy. Cô chú anh chị nào yêu thích mặt hoa nào thì mình cứ nhanh tay liên hệ à, qua Zalo, Facebook của em đó, hoặc là gọi điện trực tiếp theo số điện thoại Zalo, Facebook tất cả nói chung tất cả các nền tảng em đều xài với tên thật và hình ảnh thật của mình nha. Đó, hình ảnh thật. trên à, ảnh đại diện là anh đại diện thật của mình à, và số điện thoại thì em cũng có Ghim và có nói rất là nhiều trong video rồi và tất cả các nền tảng đều là tên thiện bình phước nha cả nhà